Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Mình chơi game Zombie Tsunami là nhiệm vụ của ngày hôm nay là ăn 7 cái loại hoa quả các bạn nhé. Và video này mình sẽ dùng chim hình và 500. Và mình hôm nay là video này mình tiếp tục được giúp của ba cái túi xanh các bạn nhé, khống chế tất cả các phương tiện đi trên đường này. Wow, bắt đầu dưa hấu các bạn ơi, dưa hấu chuối các thứ này, wow rất nhiều các bạn nhé. Chạm mô tô đấy là chu đấy các bạn. Wow, dưa hấu này nhiều, wow, táo rất nhiều các bạn nhé, được 10 quả rồi. Là gì đây? Wow, cool. Tí này rồi hết các bạn. Chúng ta đến hình đây. Wow, đang. Sẽ biết là gì, bật người ông cháy gọi nhá. Thank you.
UFO gọi là UFO này. Một não các bạn nhé. Ok, để cộng thêm 200 xu nữa các bạn ạ.
đến đoạn này của bốn đoạn. Ninja các bạn được bài rõ nha. Mê trà các bạn ạ. Trăm 23 não các bạn nhé. Ok, nhận đôi rồi đi.
Ok, đi xa các bạn. Các bạn nhé. Chạy các bạn nhé.